Tiên Vương tái xuất Lạc Tú. Chương 396, theo dõi. Ở trên Côn Luân, nói đúng ra, có hai đại đạo thống. Trong đó là dòng dõi của Tây Vương mẫu của Thánh Địa Giao Trì. Còn lại là thiên đế của đế cung Côn Luân. Hai đại đạo thống này, dù ở tiên giới nhưng cũng có tiếng tăm lừng lẫy ở thế gian. Nhưng đó là chuyện trong tương lai, bây giờ hai đại đạo này chắc là vẫn chưa ra đời. Lạc Tú muốn chân chính tiến vào Thánh Địa Giao Trì cũng không được. Hơn nữa dù có vào chỉ e cũng chỉ có thể tìm đường chết. Nhưng giống như mọi vật trên đất trời không chỉ có một hình thái, Côn Luân trong mắt người đời cũng có một miệng giao trì. Chỉ là miệng giao trì đó không phải là giao trì chân chính, mà là hình chiếu. Nhưng ngay cả như vậy, nước trong miệng giao trì kia cũng nhất định là một tiên dịch đối với người thường. Lạc Tú đã leo lên đỉnh cao, trên đầu tinh hà vần quanh, tạo cho Lạc Tú một ảo ảnh, như thể anh đã trở về tiên giới. Nhưng mọi thứ trước mắt đều là hình chiếu, đều không phải thực. Mà điều khiến Lạc Tú đột nhiên cau mày là miệng giao trì khổng lồ dường như đã khô cạn. Chỉ có một vài giọt nước trên thành bể. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điều đáng sợ nhất là vô số xác chết nằm la liệt, đó là những phụ nữ có mái tóc đen dài và mặc đồ bằng vải tuyên trắng. Nhưng một số đã khô héo và trở thành xác khô, trong khi một số khác thì thịt thối giữa và trở thành xương trắng. Trong giao trì khô cạn được bao phủ bởi những đám lá thối đen, thậm chí còn có mấy cỗ xác chết trong giao trì. Điều này khiến Lạc Tú đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Về lý thuyết, hình chiếu đều phản ánh tình hình thực tế. Cũng giống như phát sóng trực tiếp của đài truyền hình, chỉ khác là những hình chiếu này có thể chiếu ra nhiều thứ thực, chẳng hạn như giao trì, chẳng hạn như những người đó sẽ có cảm giác thật. Nhưng tình huống này chắc chắn không đúng. Từ khi đến Côn Luân, trong lòng Lạc Tú luôn có hoài nghi. Dù là tuyết nữ hay ma thai, hay những thứ không phải người không phải quỷ, đều không thể và không nên xuất hiện ở một nơi như Côn Luân. Nhưng nó không chỉ xuất hiện, mà còn bằng một cách không kiêng nể gì. Và cả cái xác đó cũng không nên xuất hiện mới đúng. Bây giờ hình chiếu của giao chỉ xuất hiện cảnh này, đột nhiên khiến Lạc Tú có cảm giác rợn tóc gáy. Lẽ nào giao chỉ gặp nạn rồi? Nhưng đó là thánh địa giao chỉ, cho dù không ra đời thì cũng không phải thế lực mà người thường hay thế lực bình thường có thể đánh vào. Càng không nói đến việc tạo thành loại cảm giác như bị giết hại này. Tiên giới không ra, giao chỉ trên trái đất chính là dòng dõi vô địch, không thế lực hay cá nhân nào có thể xâm nhập vào đó. Ngay cả rất nhiều đạo thống trong tiên giới cũng không dám làm như vậy, dù sao có hai nhân vật tối cao là Thiên Đế và Tây Vương mẫu trấn áp vạn thế. Ai dám tùy tiện trêu chọc? Hơn nữa điều khiến người ta kinh hoàng là chỗ nào cũng có những sợi tóc đen, dài thì chục mét, ngắn thì vài mét. Những chùm tóc quấn chặt vào nhau khiến người nhìn sởn cả tóc gáy. Lạc Tú thu hồi những nghi ngờ trong lòng, nhận ra nơi này nhất định không thích hợp để ở lâu, bèn thu thập một ít xương trên thành bể giao trì, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cuối cùng, Lạc Tú đi ra, bên ngoài là một ngọn núi tuyết phủ đầy tuyết. Nhưng Lạc Tú không có tâm trạng để ngắm nhìn những thứ này. Rốt cuộc Côn Luân đã xảy ra chuyện gì? Đây là nghi ngờ trong lòng Lạc Tú. Dù sao, nếu như xảy ra gặp chuyện không may ở mảnh đất thần tiên này, thì chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Đám người Cẩn Du vẫn ở lối vào thứ ba. Sau khi Lạc Tú đi ra thì dẫn những người này đi ra ngoài. Đám người Cẩn Du đều cảm thấy kinh ngạc đối với việc Lạc Tú có thể ra ngoài mà không hề hấn gì, nhưng lại cảm giác được dường như là điều hiển nhiên. Anh đưa một phần nhỏ xương trên các vách tường của giao trì cho đám người Cẩn Du, sau đó phần còn lại được Lạc Tú giữ lại. Dưới chân núi Côn Luân. Đưa bọn họ trở về đi, Lạc Tú nói với Huyết Thi Vương. Huyết Thi Vương gật đầu, bên cạnh cô ta còn có một người khác, Tuyết Nữ. Tuy nhiên, Huyết Thi Vương không quan tâm, cũng không cảm thấy sợ hãi. Tuyết Nữ theo sát Huyết Thi Vương. Lạc Tú rất tò mò. Rốt cuộc ai sẽ tiêu diệt được những con quái vật như Tuyết Nữ và Huyết Thi Vương? Lạc Tú không định trở về Yên Kinh ngay bây giờ. Anh phải nhanh chóng tìm nơi luyện hóa ly hỏa chi tinh ra khỏi cơ thể mình, nếu không anh cảm giác mình sắp không áp chế được. Lạc Tú cuối cùng trằn trọc một phen, đi đến một thành phố ở phía Bắc. Đó là một thành phố nhỏ, được bao quanh bởi một số ngôi làng và một số ngọn núi lớn. Sở dĩ anh chọn nơi này là bởi vì Lạc Tú phát hiện linh khí ở đây vậy mà lại là dày đặc nhất theo cảm ứng của Thái Hoàng Kinh. Chỉ là tương đối mà nói, nếu so với tiên giới, linh khí nơi đây thật sự đã cằn cỗi đến cực điểm.
thành phố bạc. Lạc Tú bước ra khỏi ga xe lửa. Ở đây tuyết đã bắt đầu rơi, khắp nơi đều là người người mặc áo lông dày hoặc áo khoác đệm bông. Anh trai, anh đi đâu vậy? Một tài xế mời mọc đến bắt chuyện, nhưng Lạc Tú xua tay từ chối. Anh rất khác biệt, đặc biệt là trong đám đông. Bởi vì anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, Lạc Tú dường như không để ý đến mấy thứ như rét lạnh này nữa. Vì vậy, nhiều người trong nhà ga đều đưa mắt nhìn Lạc Tú, ánh mắt nghi ngờ hoặc có phần chế giễu. Bước ra khỏi ga, ngoài trời lạnh cóng, mặt đường còn đọng một lớp váng băng. Lạc Tú cầm hành lý, bắt taxi, cuối cùng đến một khách sạn cao cấp. Đây đương nhiên không phải mục đích cuối cùng của anh, mà là một nông thôn nhỏ ngoài thành phố, nhưng trời đã khuya, Lạc Tú định tìm khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm đường về thôn mua nhà, sống trong một thời gian. Rốt cuộc, nơi chân chính có linh khí là cái thôn đó. Sau khi nhận phòng, Lạc Tú đi bộ đến thang máy. Đúng lúc này, một người phụ nữ vô cùng yêu kiều đeo kính râm và khẩu trang cũng bước vào. Mặc dù người phụ nữ cố tình che giấu, nhưng không khó để nhận ra người phụ nữ đó vô cùng xinh đẹp, có khí chất vô cùng xuất chúng. Nhưng bây giờ Lạc Tú không có lòng dạ ngắm nhìn. Bước vào thang máy, Lạc Tú ấn vào tầng của mình trước, còn người phụ nữ không đưa tay ấn. Rõ ràng là cùng một tầng với Lạc Tú. Khi cửa thang máy đóng lại, người phụ nữ bất ngờ tháo khẩu trang và nhìn chằm chằm vào Lạc Tú. Nói đi, theo tôi suốt chặng đường, nay cũng đến đây rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Người phụ nữ cao mảnh khảnh nói. Ý gì? Lạc Tú kinh ngạc nhìn người phụ nữ cao gầy. Ý gì? Người phụ nữ cao gầy lộ ra vẻ khinh thường. Anh nói xem có ý gì? Theo đuổi ngôi sao thì tôi có thể hiểu được, nhưng anh đang quấy rầy tôi đấy. Người phụ nữ mắng. Từ nhà ga đến đây, anh theo tôi suốt chặng đường. Phiền anh lần sau theo dõi người khác thì tốt hơn hết là đừng mặc quần áo lòe loẹt như vậy. Người phụ nữ lại ngạo nghễ nói. Cô ta đã sớm để ý rằng khi ở nhà ga, người đàn ông mặc áo sơ mi mỏng manh này đã đi theo cô ta suốt chặng đường, hơn nữa vậy mà lại còn dám theo cô ta đến đây. Bình xịt chống sói trong tay cô ta đã âm thầm sẵn sàng. Chương 397, tôi không biết cô. Người phụ nữ cao gầy tên là Đường Hân, được xem như là ngôi sao hạng 2, nhưng gần đây đang đóng một web drama, thậm chí Đường Hân còn có dự cảm là cô ta đã nổi tiếng hơn một chút. Mà gần đây, quả thực có rất nhiều người quấy rối cô ta, những người đó quả thực quá điên cuồng. Lăn lộn trong làng giải trí mấy năm, Đường Hân cũng từng gặp phải kiểu fan cuồng theo dõi thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ theo dõi ngu ngốc và bất cẩn như vậy. Trời lạnh mà chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, còn theo tới tận khách sạn, trông thì đẹp trai tuấn tú nhưng lòng dạ thật bẩn thỉu. Lạc Tú không hiểu đối phương đang nói gì nên cau mày nhìn Đường Hân. Chẳng lẽ là người phụ nữ này bị thần kinh? Nhìn cái gì? Đừng nghĩ rằng thần tượng sẽ cảm động bởi loại hành vi này, anh chỉ làm tôi ghê tởm thôi. Hơn nữa tôi nói cho anh biết, tốt hơn là anh nên rời đi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Đường Hân vừa mắng vừa lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Thấy Lạc Tú thở ơ, Đường Hân nhướng mày và nói lại. Anh muốn xin chữ ký hay chụp ảnh? Nếu như anh có thái độ tốt hơn, không phải là tôi không cân nhắc được, nhưng hành vi rình rập thần tượng của anh thật sự rất đáng sợ. Lạc Tú cuối cùng cũng hiểu lời của người phụ nữ này, hóa ra là nghĩ mình đang theo dõi cô ta. Ngôi sao, Lạc Tú nhướng mày nói. Hừm, giả vờ, toàn bộ thành phố bạc, thậm chí toàn bộ châu bạc có ai không biết Đường Hân tôi. Đường Hân ngạo nghễ mở miệng nói. Tuy là ngôi sao hạng 2 nhưng cô ta cũng có lượng fan và độ nổi tiếng nhất định. Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt lần này, cô ta sẽ không trở về thành phố bạc một mình như thế này. Đường Hân, Lạc Tú có chút kinh ngạc, không phải bởi vì Lạc Tú biết cô ta, mà là bởi vì anh không biết. Chưa từng nghe nói, Lạc Tú lắc đầu. Những lời này khiến lông mày Đường Hân dựng đứng, cảm thấy bị xúc phạm. Ở thành phố bạc có người dám nói không biết cô ta ư? Từ một ông già 80 tuổi đến một đứa trẻ 5 tuổi, ai mà không biết cô ta? Anh đừng nghĩ rằng anh nói như vậy là có thể đánh lừa tôi, cho qua việc anh theo dõi tôi. Thưa cô, Lạc Tú cắt ngang lời của Đường Hân. Tôi đến ở khách sạn. Còn nữa, tôi thật sự không biết cô. Lạc Tú phất tay, thang máy đã đến, Lạc Tú đi ra ngoài trước. Phòng 1708 là số phòng của anh. Nhưng tình cờ là số phòng của Đường Hân là 1709. Vậy nên trông như Lạc Tú đang đi về phía phòng của Đường Hân.
anh còn dám giả bộ. Anh còn biết tôi sống ở đâu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đường Hân nhìn thấy Lạc Tú đi về phía phòng của mình. Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh không rời đi. Đường Hân đe dọa. Điều này khiến bước chân của Lạc Tú dừng lại, nhưng Đường Hân đã lặng lẽ quay số gọi cho quầy lễ tân. Ngay sau đó rất nhiều bảo vệ và nhân viên phục vụ đã vội vã chạy lên. Là anh ta, chính là anh ta theo dõi tôi, theo tôi suốt đoạn đường. Đường Hân chỉ vào Lạc Tú kêu lên. Một số nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị động thủ, kết quả một nhân viên phục vụ đã nhận ra Lạc Tú. Bọn họ biết Đường Hân, dù sao cô ta cũng là một ngôi sao, và lại thường xuyên đến đây. Nhưng nhân viên phục vụ cũng nhớ Lạc Tú cũng thực sự đến ở khách sạn. Đưa anh ta đến đồn cảnh sát cho tôi, loại phen cuồng này quá đáng sợ. Đường Hân vẫn còn đang hét lên. Trong mắt mang theo một tia đắc ý. Đối với loại phen cuồng này, cho dù có phải là phen của cô ta hay không đều phải nghiêm trị, nếu không sau này cuộc sống của cô ta sẽ hoàn toàn xong rồi. Nhưng cuối cùng nhân viên phục vụ cũng phản ứng và ngăn các nhân viên bảo vệ lại. Sau đó giải thích. Chị Hân, người ta thật sự đến ở khách sạn. Nhân viên phục vụ có chút ngượng ngùng nói. Lạc Tú xem náo nhiệt hồi lâu, cảm thấy nhàm chán, trực tiếp đi tới phòng 1708, lấy thẻ phòng ra, mở cửa, không thèm nhìn tới Đường Hân mà trực tiếp đi vào. Đường Hân ngây ngẩn cả người. Sau đó Đường Hân có hơi ngơ ngác mà hỏi nhân viên phục vụ. Anh ta thực sự đến ở khách sạn ư? Nhân viên phục vụ gật đầu. Thưa cô, danh tiếng của cô có thể thật sự không lớn đến mức tôi phải biết đâu. Đột nhiên, đầu của Lạc Tú thò ra từ phòng 1708, sau đó nói câu này. Cuối cùng, rầm, một tiếng, anh trực tiếp đóng cửa lại. Câu nói này giống như bổ thêm một đao, khiến cho mặt Đường Hân đỏ bừng ngay lập tức. Đối phương thực sự đến ở khách sạn à? Mọi thứ đều là hiểu lầm sao? Việc này không chỉ là có hơi xấu hổ, mà còn khiến người ta hơi mất mặt nữa. Và lại đối phương vậy mà lại còn nói không biết cô ta. Đây là đang làm bẽ mặt mình trước mặt nhiều người như vậy. Thế này quá đáng quá rồi. Mặt Đường Hân lúc xanh lúc đỏ, cô ta đi về phòng, sau đó nhanh chóng chạy trốn vào trong. Sau khi bước vào, cô ta túm lấy cái gối trên giường rồi đánh loạn xạ. Thật khó chịu, thật xấu hổ mà. Lòng tự trọng của cô ta dường như đã bị người ta tàn nhẫn chà đạp vào lúc này. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, Đường Hân mới thở phì phì ngồi xuống giường. Lần trở lại này, cô ta định cho thuê lại căn nhà tổ của mình. Nhà tổ cũng cũ rồi, tuy đã sửa sang lại, nhưng ở thôn ngoài thành, ngày thường Đường Hân rất ít về, và lại còn có biệt thự ở nơi khác. Bán đi, dù sao thì đó cũng là nhà tổ, là kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Hơn nữa ngộ nhỡ về sau khi bên kia cần cải tạo, phá bỏ di rời thì còn lấy lại được chút đỉnh. Nhưng lâu dài không có người ở, cảm giác cũng không tốt mấy, không có ai quét dọn. Cô ta cũng không thể nào thuê người đến quét dọn rồi để người ta ở trong đó được, lại còn phải trả lương cho người ta. Vì vậy, Đường Hân quyết định cho thuê lại ngôi nhà tổ. Nhưng dù sao cũng là ở trong thôn, có ai muốn thuê căn nhà đó chứ? Dù sao thì nhiều người trong thôn hiện đều đã vào thành phố. Ai muốn sống trong thôn nữa chứ? Cả hai mạng không dây đều không khả dụng, rất bất tiện khi sinh hoạt. Nhưng Đường Hân vẫn đăng một bài lên mạng và treo căn nhà đó lên. Nếu không có ai chịu thuê, chỉ có thể tìm người đến dọn dẹp định kỳ, rồi trả công cho họ. Dù không quan tâm đến tiền bạc nhưng trong lòng cô ta cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Ở phòng bên cạnh, Lạc Tú mở diễn đàn địa phương và bắt đầu lướt web. Anh dự định thuê nhà trong thôn sinh sống một thời gian, bằng không mỗi ngày đều phải vội vàng chạy ra thôn ngoài thành, chạy tới chạy lui sẽ rất phiền phức. Chỉ là Lạc Tú cũng biết thuê nhà trong thôn hình như không dễ thuê như vậy. Anh không thể thuê chung nhà với người khác, chắc chắn phải nguyên một căn nhà lớn. Nhưng loại nhà đó hoặc đã có người ở hoặc đã bị phá bỏ từ lâu. Bên này gần như là Đường Hân vừa đăng lên. Không ngờ chuông điện thoại liền reo lên. Alo, bạn muốn cho thuê nhà à? Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia. Đúng, giá cả anh cũng thấy rồi nhỉ? Đường Hân trả lời. Xem rồi, ngày mai cùng đi xem nhà. Đối phương tích chữ như vàng, cúp điện thoại ngay. Chương 398, Luyện Hóa. Thôn Bạc nằm bên ngoài thành phố Bạc, được bao quanh bởi non nước, phong cảnh tuyệt đẹp, có cả mây và sương mù giăng kín không trung. Trong không khí có mùi bùn đất ẩm ướt. Lạc Tú bắt taxi và tự mình đến đây, cảm nhận một chút,
quả thực có thể trực tiếp cảm nhận được một tia linh khí ở đây. Điều này làm cho Lạc Tú cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết rằng hiện giờ ngay cả những nơi như Côn Luân cũng hầu như không có linh lực, còn nơi này tuy rằng có cảnh sắc không tệ, nhưng linh khí này đến từ đâu? Tuy rằng Vịnh Bàn Long ở Thông Châu cũng có thể linh khí tụ lại, nhưng lần trước Lạc Tú vừa bế quan thì đã cạn kiệt, phải đợi linh khí tụ lại một lần nữa, cũng không biết phải đợi bao lâu. Nhưng nơi này thì khác, Lạc Tú không nhận thấy bất kỳ tụ linh trận nào, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng anh có thể cảm nhận được một tia linh khí như có như không. Lạc Tú đứng một lúc, ngay sau đó có một chiếc Porsche Panamera lái tới. Một người phụ nữ cao gầy bước xuống xe, chính là Đường Hân. Lạc Tú sửng sốt một chút, thói đời đúng là khó lường, mấy thứ như duyên phận và vận mệnh đúng là khó nắm bắt. Mà Đường Hân cũng sững sờ. Là anh? Anh muốn thuê nhà à? Đường Hân vốn còn đang tươi cười, kết quả sắc mặt tức thì trở nên lạnh lùng. Muốn cho thuê thì thuê, không cho thuê thì thôi. Lạc Tú nói chuyện không chút khách khí. Đầu óc Đường Hân xoay chuyển, mặc dù nhà tổ không tệ, nhưng có rất ít người muốn sống ở đó. Dù sao, một mình sống trong một ngôi nhà lớn như vậy thì hơi đáng sợ. Thế nên cô ta vội nói. Cho thuê. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta vào xem nhà đi. Lạc Tú trực tiếp nói. Điều này lại khiến Đường Hân có chút không vui. Ngày thường cô ta được mọi người yêu thích và kính trọng, ngoại trừ đạo diễn, có khi nào có ai dám nói chuyện với cô ta bằng thái độ như vậy. Nhưng dù sao Lạc Tú cũng là kim chủ, là đại gia, Đường Hân nắm chặt tay, cuối cùng cũng chịu đựng cơn tức giận mà đi cùng Lạc Tú. Ngôi nhà tổ của gia đình Đường Hân ở hàng thứ 3 và thứ 5 ngay lối vào thôn. Tuy nhiên, phần lớn thôn hiện tại đã được xây dựng lại, rất nhiều nhà đã xây biệt thự nhỏ, có số nhà. Mặc dù lúc trước nhà tổ của Đường Hân chỉ sửa sang lại một chút thôi, nhưng cũng đã có số nhà. 305 thôn bạc, 304 bên cạnh cũng là một ngôi nhà cổ lâu đời. Nghe nói bên trong có một ông cụ, lớn tuổi đến đáng sợ, tập thái cực quyền và luyện quyền trên đỉnh núi khi không có việc gì làm, dù sao thì khi Đường Hân có nhận thức thì ông cụ đã ở đây rồi. Sau bao nhiêu năm, nghe nói ông cụ ấy vẫn còn sống. Tuy nhiên, lúc này cửa đã đóng chặt, không biết ông cụ đã đi chưa. Đường Hân lấy chìa khóa ra và mở cửa, bên trong cổ kính, không tệ lắm. Sân được lát bằng những phiến đá xanh, dưới gốc cây liễu già có một chiếc bàn đá và ghế đá, nhưng giờ đã đầy lá rụng. Bên trong, tất cả các phòng áp mái và phía bên cánh đều có đủ, cảm giác như một tứ hợp viện. Lạc Tú cũng không kén chọn, sau khi trả tiền thuê nhà thì lấy chìa khóa. Mặc dù Đường Hân cảm thấy kỳ quái, Lạc Tú nói sao cũng là người còn trẻ tuổi, sao lại sống ở một nơi như vậy. Nhưng nghĩ lại, quan tâm làm gì? Có người thuê là được. Hơn nữa, Đường Hân chào giá trên trời, nhà này thu 9.000 một tháng, kết quả là Lạc Tú trả tiền mà chẳng nhíu mày chút nào. Nhìn thấy Lạc Tú sảng khoái như vậy, Đường Hân lại có chút không đành lòng. Nhưng trả lại một phần tiền ngay trước mặt thế này cho Lạc Tú dường như cũng không quá thích hợp. Cuối cùng, Đường Hân hào phóng nói. Hôm nào tôi mời anh ăn một bữa. Nói thật, tôi vốn cảm thấy sẽ không có ai thuê, thậm chí còn định bỏ tiền thuê người đến dọn dẹp đấy. Đường Hân nói thật, Lạc Tú cũng không quan tâm. Có cái gọi là không đánh không quen biết, xem như tôi xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua đi. Đường Hân nói câu này xem như xin lỗi. Ngày mai liên hệ đi, Lạc Tú gật gật đầu, không từ chối. Lạc Tú đợi Đường Hân đi khỏi thì vẫy tay, một cơn gió thổi qua khắp nhà, mọi thứ lại sáng sủa như mới. Sau đó Lạc Tú mới hơi đau đầu mà ngồi khoanh chân. Ly hỏa chi tinh trong cơ thể quá cuồng bạo. Lạc Tú liếc nhìn tử phủ bên trong một chút. Vào lúc này, trong tử phủ giống như được thả mặt trời chiếu vào, cực kỳ nóng bỏng, biển lửa dâng trào. Nếu không phải có Thái Hoàng Kinh trấn áp, Lạc Tú đã không thể cầm cự từ lâu. Dù sao, thứ đó không phải là thứ mà anh có thể chạm vào khi mới thức tỉnh tầng thứ 2, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới của sau thức tỉnh tầng thứ 9 thì mới có thể chạm vào. Nhưng bảo Lạc Tú từ bỏ ly hỏa chi tinh là chuyện không có khả năng. Dù sao phú quý phải cầu trong nguy hiểm. Vì vậy, cho dù rất nguy hiểm, Lạc Tú cũng muốn mạo hiểm. Quá trình luyện hóa này không thể nghi ngờ là rất đau đớn, Lạc Tú giống như bị ném vào lò lửa, bị bao trùm trong ngọn lửa. Ly hỏa chi tinh, thứ này có thể nói là ngọn lửa thần thánh thiêu đốt vạn vật. Tiên giới hồi đó, trong tay ly hỏa thần quân cầm một ly hỏa thần lô, mặc dù còn kém xa thập đại thiên khí.
nhưng đối phương đã sử dụng ly hỏa thần lô dung luyện một đại giới. Trực tiếp thiêu chết tất cả sinh linh trong đại giới, thậm chí ngay cả đại giới đó cũng bị thiêu rụi. Đó chính là đại giới, được đạo thần bảo vệ, vậy mà vẫn có thể thiêu rụi, có thể thấy ly hỏa này khủng khiếp như thế nào. Thậm chí còn cao hơn cả tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Vừa so sánh như vậy, mặc dù trước đây Lạc Tú hấp thu ly hỏa chi tinh trông rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hiển nhiên chỉ có Lạc Tú mới biết được nguy hiểm trong đó. Nếu không phải có Thái Hoàng Kinh, có cho Lạc Tú 100 lá gan thì anh cũng không dám hấp thu ly hỏa chi tinh. Nhưng bây giờ cho dù có Thái Hoàng Kinh trấn áp, Lạc Tú cũng phải luyện hóa. Điều này làm cho Lạc Tú vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, với tư cách là một tiên tôn, dù là kinh nghiệm tu luyện hay là công pháp, người thường cũng không thể so sánh được với Lạc Tú. Cuối cùng, một ý tưởng nảy ra, anh lấy ra kim cương lưu ly thể để tu luyện. Bằng cách này, tuy là đồng thời làm hai việc nhưng hiệu quả cũng rất tuyệt vời. Kim cương lưu ly thể có thể triệt tiêu một phần lực phần thiên của ly hỏa chi tinh. Mà ly hỏa chi tinh lại có thể tôi luyện những tạp chất mà Lạc Tú sản sinh ra do tu luyện kim cương lưu ly thể. Ghép hai thứ lại với nhau, có thể nói là bổ sung cho nhau, trời đất tác hợp. Chỉ là bên này Lạc Tú tu luyện, mặc dù im lặng, nhưng vẫn sinh ra một số ảnh hưởng. Đặc biệt là nhà bên cạnh. Nhà kế bên lúc này có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang múa quyền. Cô gái trông thanh thuần, kiêu sa, làn da trắng nõn. Dáng người trước lồi sau vỉnh, đôi chân dài thẳng tắp mặc chiếc quần thể thao màu hồng, thân trên cũng là áo thể thao màu hồng, chỉ là bộ đồ thể thao rộng rãi cũng khó có thể che giấu được đỉnh núi thánh nữ kiêu hãnh của phái nữ. Trong thời tiết này, bên ngoài vẫn có tuyết rơi nhiều nơi, không nên khô nóng như thế mới đúng. Nhưng không biết tại sao, dường như Vũ càng múa quyền càng thấy khô nóng, càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, thậm chí còn đổ mồ hôi đầm đìa, tĩnh tâm, dưỡng khí. Một giọng nói già nua truyền đến, sau lưng Dương Như Vũ xuất hiện một ông cụ. Chương 399, Sở trưởng Sở tài quyết vũ lực. Vâng, lão tổ, Dương Như Vũ lập tức ngừng múa quyền, sau đó khoanh gối ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tâm dưỡng khí. Ông cụ ở phía sau gật đầu. Ông cụ có sắc mặt ửng hồng, mái tóc trắng như sợi bạc, hơn nữa cũng không có cảm giác tuổi già sức yếu, ngược lại trông rất có tinh thần. Điều quan trọng nhất là bên ngoài cơ thể của ông cụ vậy mà lại có một tầng ánh sáng nhàn nhạt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng từ khi xuất hiện, ông cụ này đã lơ lửng, luôn giữ khoảng cách một ngón tay với mặt đất. Trong cái thôn bạc nho nhỏ này, lại cất giấu nhân vật bất phàm. Đôi mắt của ông cụ trong vắt như nước, trong sáng như một đứa trẻ sơ sinh. Điều quan trọng nhất là tứ chi bách hải của ông cụ có nội kình mênh mông cuồn cuộn như có núi sông biển hồ. Cao thủ trong cao thủ. Đây tuyệt đối là một vị võ thánh. Thậm chí có thể nói là võ thánh hàng đầu hiện giờ. Dương Thiên Cương. Hôm nay thời tiết cũng lạ. Dương Thiên Cương nhìn bầu trời trên đầu, sau đó lắc đầu. Lão tổ, chúng ta thực sự muốn can thiệp vào trận chiến của tiền bối Chu Càn Khôn sao? Dương Như Vũ hỏi. Nếu là người khác hỏi câu này, chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nhưng Dương Như Vũ thì khác, lão tổ thiên vị cô ta, thậm chí cô ta là do một tay lão tổ nuôi dưỡng. Đương nhiên, người trẻ tuổi ngày nay cũng quá không biết trời cao đất rộng. Thân là sở trưởng sở tài quyết vũ lực, ông già này tự nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Dương Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói. Nếu nghe thấy được nghe thấy lời này, e là sẽ chấn động cùng cực. Bởi vì sở trưởng sở tài quyết vũ lực tiếng tăm lừng lẫy vậy mà lại ở trong một thôn làng nhỏ bé như vậy. Nhưng cũng không phải là khó hiểu. Rốt cuộc, không phải Lạc Tú cũng đến đây rồi sao? Mặc dù Dương Thiên Cương không hiểu linh khí, nhưng trước kia khi du ngoạn, lão đã vô tình phát hiện ra rằng tu luyện ở thôn làng này sẽ thu được kết quả gấp bội, hơn nữa hiệu quả tuyệt diệu. Cho nên cách đây rất lâu, khoảng trăm năm trước, lão đã lặng lẽ sống ẩn dật tại đây. Đối với một số ân oán bên ngoài, thực ra lão rất ít khi quan tâm đến nó. Nhưng lần này thì khác, bởi vì lão nghe Chu Càn Khôn kể rằng người thanh niên lại dám nói như thế. Nếu thế giới này là kẻ thù của tôi sẽ hủy diệt thế giới này. Nếu trời đất này là kẻ thù của tôi sẽ hủy diệt trời đất này. Thật là quá cuồng vọng. Và lại kẻ khiêu khích vậy mà lại là người của sở tài quyết vũ lực bọn họ. Điều này khiến cho nhóm thế hệ cũ bọn họ sao có thể nguôi ngoai cơn giận này. Đưa mắt nhìn khắp thế giới, ngay cả Dương Thiên Cương lão cũng không dám nói những lời như vậy,
dù sao không ai biết rõ được trong trời đất này rốt cuộc có bao nhiêu người tài ba dị sĩ. Hơn nữa, tuổi tác của lão đã lớn thế này rồi, đã chứng kiến bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Đã từng thấy bao nhiêu ngôi sao sáng mới mọc lên rồi nhanh chóng kết thúc. Lần này rõ ràng có người không đặt sở tài quyết vũ lực bọn họ trong mắt rồi. Cũng đúng, người trẻ tuổi đó quá kiêu ngạo, thật không biết trời cao đất rộng. Dương Như Vũ lắc đầu. Nếu có cơ hội, cháu lại muốn xem người trẻ tuổi đó rốt cuộc có năng lực như thế nào mà lại dám thách đấu với một võ thánh như tiền bối Chu. Dương Như Vũ nói. Nhanh, đến giờ ông dẫn cháu ra ngoài đi dạo rồi. Dương Thiên Cương chậm rãi nói. Sau đó, bóng người lóe lên, không biết đã đi đâu. Chỉ sợ hai người này không biết người trẻ tuổi cuồng vọng mà bọn họ nói tới đang ở nhà bên cạnh. Lạc Tú khoanh chân ngồi một ngày, may mà anh đã có thể ích cốc trong thời gian ngắn, không cần ăn gì nữa. Ban đêm, tuyết đọng khắp thôn đều tan, hơn nữa nửa đêm về sáng càng ngày càng nóng. Thời tiết chết tiệt này, sáng nay còn phải mặc quần len, áo khoác bông, giờ nóng đến mức phải bật điều hòa. Có người nửa đêm dậy mắng. Thật dị thường và kỳ quái. Buổi sáng trời còn có tuyết rơi dày đặc, nhưng hiện tại rất nhiều người phải tắm nước lạnh, bật quạt. Dường như Vũ cũng vậy, ban đầu mặc quần len, nhưng bây giờ đã lặng lẽ đứng dậy đi tắm bằng nước giếng. Dường như chỉ trong mấy tiếng đồng hồ như vậy, mùa đông đã đột ngột chuyển sang giữa mùa hè. Dương Thiên Cương không quan tâm, bởi vì lão có nội kình hộ thể, tuy rằng có thể cảm giác được nhiệt độ tăng lên một chút, nhưng sẽ không cảm thấy thay đổi quá lớn. Và lại mặc dù Lạc Tú ở bên cạnh, nhưng năng lượng đã được Lạc Tú truyền xuống mặt đất, sau đó tản ra. Cả thôn làng bây giờ giống như một chiếc giường sưởi lớn. Đến lúc 4 hoặc 5 giờ, Lạc Tú đã đi bộ đến đỉnh núi phía sau. Rõ ràng có người luyện tập ở đây quanh năm, nhưng Lạc Tú không quan tâm lắm. Thay vào đó, anh chọn một cái cây lớn và khoanh chân ngồi xuống. Nơi đây có linh khí nhiều nhất, cũng dễ dàng hấp thu nhất. Bây giờ đối với Lạc Tú, chỉ cần có một tia linh khí cũng là cọng rơm cứu mạng. Vì vậy, Lạc Tú cũng không để ý đến mấy thứ kia. Nhưng khi sắc trời hơi hừng sáng, Dương Như Vũ cùng Dương Thiên Cương cũng tới. Đây là điều dường như được thực hiện hàng ngày kể từ khi Dương Như Vũ có ký ức tới nay. Dù trời gió mưa thì đây là chuyện phải làm. Cả hai sẽ đến đây để luyện quyền. Dương Thiên Cương thậm chí đã luyện ở đây gần 100 năm. Chỉ là hiển nhiên hôm nay có một vị khách không mời mà đến. Điều này khiến Dương Như Vũ cau mày. Loại chuyện này cũng đã từng xảy ra. Chỉ có hai loại người, một là muốn theo đuổi cô ta, cố ý đợi cô ta, trước đó mấy thanh niên trong thành phố đều làm như thế. Một loại khác là muốn đến học nghệ lén. Nhưng rõ ràng, bất kể là cái nào, cô ta cũng sẽ không thích và đều không hoan nghênh. Vì vậy, Dương Như Vũ nhướng mày, định đuổi người đi. Lúc này, Dương Thiên Cương lại dễ dãi khoát tay áo. Lão hơi tò mò, vì người thanh niên dường như đang trong trạng thái minh tưởng. Còn trẻ tuổi đã có thể tiến vào trạng thái minh tưởng cũng coi như không tệ rồi, có vài phần tâm tính. Nhưng cũng chỉ là tò mò một chút thôi. Sau đó, lão mặc kệ Dương Như Vũ đuổi người đi. Này, anh rời khỏi đây ngay cho tôi. Dương Như Vũ rất lỗ mãng, trực tiếp bước tới chỗ Lạc Tú, sau đó chỉ thượng nói. Lạc Tú từ từ mở mắt, sau đó liếc nhìn Dương Như Vũ. Nhà của cô à, Lạc Tú chỉ muốn hỏi một chút mà thôi. Nhưng lọt vào tai của Dương Như Vũ lại giống như đang giễu cợt cô ta. Ngay lập tức, cô ta tức giận, dù gì cô ta cũng đã bị chiều hư từ nhỏ, ngay cả mấy vị tỉnh trưởng cũng không dám nói chuyện với cô ta như thế này khi nhìn thấy cô ta, cho dù là tông sư cũng phải khách khách khí khí trước mặt cô ta. Bây giờ một người trẻ tuổi bình thường lại dám chế nhạo cô ta. Không phải nhà của tôi, nhưng, hiện tại chúng tôi muốn dùng nơi này rồi. Dương Như Vũ kiêu ngạo nói. Tôi không quan tâm anh đến theo đuổi tôi hay là muốn học nghệ lén. Bây giờ, anh nhất định phải rời khỏi đây cho tôi. Dường như Vũ trừng mắt nhìn Lạc Tú. Không phải nhà cô, vậy cô nói cho tôi biết, dựa vào đâu cô bắt tôi rời đi. Tại sao tôi phải nghe lời cô? Chương 400, Cẩm Tú Sơn Hà. Vừa nghe vậy, Dường như Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người. Dáng người cô ta cao gầy, dáng vẻ ngạo nghễ, giờ phút này lồng ngực phập phồng vì tức giận. Trông có hơi đồ sộ. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta nói không nên lời. Đúng là nơi này không phải nhà của cô ta cũng không đủ tư cách yêu cầu Lạc Tú rời đi. Nhưng dù sao từ nhỏ cô ta đã lớn lên bên cạnh võ thánh,
lại còn là sở trưởng của sở tài quyết vũ lực Hoa Hạ, tông sư thấy cô ta cũng mang bộ dạng phục tùng. Thanh niên trước mặt lại dám nói chuyện với cô ta như vậy, nhất thời cô ta muốn dạy cho đối phương một bài học. Tiểu Vũ, thôi đi, Dương Thiên Cương nói. Đối phương chỉ là một thanh niên bình thường, nếu Dương Như Vũ động thủ thì đối phương không chết cũng sẽ tàn phế, bởi vì Dương Như Vũ thiên phú dị bẩm, nếu không thì cũng đã không được Dương Thiên Cương mang theo bên cạnh. Tuy rằng còn lâu mới trở thành tông sư, nhưng cũng tuyệt đối là một cao thủ nội kình rồi. Nếu thật sự đánh thanh niên này, hôm nay thanh niên này nhất định sẽ gặp tai nạn. Nghe Dương Thiên Cương ngăn lại, Dương Như Vũ hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo thần sắc ngạo nghễ, lên tiếng. Coi như hôm nay anh may mắn. Lời này cũng tặng cho cô, Lạc Tú lạnh lùng nói. Hiện tại anh đang luyện hóa ly hỏa chi tinh, nếu không chỉ sợ đã thổi bay đối phương rồi. Lạc Tú tự nhiên thấy được sự bất phàm của ông cụ kia. Nhưng cho dù là ông cụ kia bất phàm như thế nào, Lạc Tú cũng không quá quan tâm, hoặc là đơn giản không để vào mắt. Đường đi của bọn họ khác nhau, thành tựu sau này cũng khác nhau, quan trọng hơn là, Lạc Tú thực sự có tư cách xem thường võ giả thế gian. Nghe được lời nói của Lạc Tú, Dương Như Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Tú, sau đó xoay người đi về phía Dương Thiên Cương. Dương Thiên Cương coi như bên cạnh không có ai khác, chỉ điểm Dương Như Vũ, sau đó tự mình luyện tập. Tuy nhiên, lão luôn chú ý đến Lạc Tú và phát hiện thanh niên đó không phải đến học lén. Bởi vì người thanh niên luôn nhắm mắt, vẫn ngồi đó, bước vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù Dương Thiên Cương hơi thưởng thức, nhưng cũng chỉ thế thôi. Dù sao ở trong mắt lão, Lạc Tú chỉ hơn một phần trầm ổn so với thanh niên bình thường, cho nên không thể coi là có năng lực. Ba người bọn họ đều ở đỉnh núi, một lúc sau, Dương Như Vũ lại đổ mồ hôi đầm đìa. Mãi đến 7-8 giờ sáng, Dương Như Vũ và Dương Thiên Cương mới rời đi, trong khi đó Lạc Tú vẫn tiếp tục. Lão Tổ, hay là trực tiếp động thủ đuổi anh ta đi đi, nếu không anh ta luôn ở đó, thế chẳng phải ngày nào cũng gặp anh ta sao? Dương Như Vũ vẫn đang canh cánh trong lòng lời nói của Lạc Tú, không hề hết giận. Rốt cuộc, trong mắt cô ta là Lạc Tú đang mạo phạm cô ta. Để sau rồi nói, so đo với một người bình thường sẽ chỉ hạ thấp địa vị của mình. Dương Thiên Cương chậm rãi nói, sau đó nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi, nhưng trời nóng. Cũng đúng, Dương Như Vũ rất đồng tình với câu này. Cô ta so đo với người bình thường như Lạc Tú đúng là hạ thấp địa vị của chính mình. Cho đến trưa Lạc Tú mới đứng dậy dự định về ngôi nhà tổ mình đã thuê. Thời tiết ngày càng nóng, cực kỳ lạ lùng. Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, nhưng mặt đất thì bốc hơi như một cái lồng hấp lớn. Dọc đường đi, những người dân trong thôn mặc quần đùi ngắn cũng cớn cầm quạt hương bồ trên tay, vừa quạt vừa đổ mồ hôi nhễ nhại. Hai, chuyện gì đang xảy ra với cái thời tiết quái quỷ này vậy? Một người đàn ông mặc một chiếc quần hoa, thân trên để trần, hùng hổ mắng. Đang là mùa đông mà sao cứ như đi tắm hơi vậy? Rõ ràng những bông tuyết bay phấp phới trên đầu, nhưng cả thôn làng đều mặc quần áo mùa hè, thậm chí nhiều người còn bật quạt điện quạt vù vù. Lạc Tú vẫn không sao, từ lâu anh đã không cảm nhận được nóng lạnh, cho dù trong cơ thể có ly hỏa chi tinh cũng không cảm thấy nóng, chỉ có điều hơi khó chịu chính là anh cảm thấy cả người như thiêu đốt. Ngay cả máu huyết cũng sôi lên, cảm giác toàn thân bỏng rát. Rõ ràng, ly hỏa chi tinh có hơi nằm ngoài khả năng chịu đựng của Lạc Tú. Sau khi Lạc Tú trở về căn nhà thuê, anh lại bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, vừa luyện hóa ly hỏa chi tinh vừa dùng ly hỏa chi tinh rèn luyện kim cương lưu ly thể. Kim cương lưu ly thể rất bí ẩn, một khi thi triển, nó trực tiếp bao phủ khắp cơ thể Lạc Tú như một tầng hoàng kim, nhưng bởi vì ly hỏa chi tinh quá bá đạo, tầng vỏ màu vàng này đã sớm tan chảy, rồi từ từ biến mất. Nhưng chẳng bao lâu, nó lại sinh ra bao phủ Lạc Tú. Vòng tuần hoàn cứ tiếp tục không ngừng. Mãi cho đến khi trời tối, điện thoại của Lạc Tú mới đổ chuông. Đường Hân lái xe đến rồi, vốn dĩ Đường Hân mặc một chiếc áo khoác lông chồn màu trắng như tuyết, quấn thật dày, dù sao ở thành phố Bạc vẫn rất lạnh, một trận gió lạnh thổi qua như dao sắc cứa vào, lạnh thấu xương. Nhưng vừa vào thôn này, Đường Hân liền có cảm giác như vào phòng sông hơi, đi một đoạn đường ngắn, Đường Hân liền toát mồ hôi. Đường Hân thầm cau mày. Cuối cùng cởi áo lông vắt trên tay. Hai, sao thế này, sao lại nóng như vậy? Đường Hân đẩy cửa vào, Lạc Tú đang ngồi trên ghế đá uống trà. Sao lại nóng như vậy? Lạc Tú đương nhiên rất rõ ràng, nhiệt lượng dư thừa từ trong ly hỏa chi tinh bị anh truyền vào trong lòng đất đã tiêu tán ra ngoài, tất nhiên sẽ rất nóng.
hơn nữa anh đã cố gắng kiểm soát nó nhiều nhất có thể. Nếu anh không kiểm soát, cả vùng đất của thôn làng này sẽ biến thành nham thạch nóng chảy chỉ trong chốc lát. Nói cho cùng, đó là ly hỏa chi tinh, hiện tại anh không bị thiêu đốt đã phải tạ ơn trời đất rồi. Lạc Tú đột nhiên có cảm giác làm Hạn Bạt một lần. Thậm chí còn khủng bố hơn cả Hạn Bạt. Đi thôi, tôi mời anh dùng bữa trong thành phố. Thái độ của Đường Hân rất thành khẩn, sau khi biết là hiểu lầm, cô ta đương nhiên không muốn khiến Lạc Tú tiếp tục hiểu lầm. Nguyên nhân chính là dù sao cô ta cũng là một ngôi sao hạng 2, không muốn có bất cứ vết nhơ, xì căng đan nào. Dù sao thì Internet bây giờ phát triển như vậy, người trẻ tuổi lại nhiều chuyện, nếu Lạc Tú bê chuyện này lên Internet, bất kể là đúng hay sai, cô ta đều sẽ bị liên lụy. Vì vậy, lý do mời Lạc Tú đi ăn cơm chủ yếu vẫn là muốn bịt miệng Lạc Tú. Lạc Tú tự nhiên cũng không khách khí, hào phóng bước ra khỏi thôn, rồi lên xe Maserati của Đường Hân. Thật sự nóng quá, Đường Hân cởi rất nhiều quần áo ném lên băng ghế sau, nhưng vẫn cảm thấy rất nóng, bây giờ chỉ còn một lớp dưới cùng, cô ta không thể cởi ra nữa, thế nhưng vẫn còn rất nóng. Cuối cùng, cô ta dứt khoát bật điều hòa, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Này, người ta hay nói chuyện khác thường ắt có bí ẩn, anh có nghĩ vậy không? Đường Hân vừa lái xe vừa nói. Có thể vậy, Lạc Tú ngượng ngùng cười cười, không nói gì thêm. Khi xe đến thành phố Bạc không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ, cái gì cần có đều có. Dù sao cũng là Đường Hân mời khách ăn tối, nên cô ta trực tiếp đến nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Bạc. Nhà hàng không lớn, chỉ cao 2 tầng, nhưng cực cao. Trang trí ở đây rất lộng lẫy và rất đặc biệt, nghe nói chủ sở hữu đã vay rất nhiều để mở nhà hàng này. Và lại nguyên liệu ở đây đều là nguyên liệu cao cấp. Đầu bếp được thuê cũng tuyệt đối là đầu bếp nổi tiếng. Có thể tưởng tượng mức độ tiêu phí ở đây đã chặn cửa không ít người. Dù sao, người bình thường sẽ không đến ăn ở đây. Nhưng không nói riêng thành phố Bạc, dù trong toàn bộ Bạc Châu thì nhà hàng Cẩm Tú Sơn Hà này cũng rất nổi danh. Vẫn có rất nhiều người giàu có đến ăn ở đây. Chưa từng đến nơi nào cao cấp như vậy đúng không? Đường Hân nhìn Lạc Tú, nói, lát nữa gọi món có thể sẽ càng khiến anh sợ hơn đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 400.